Nhằm hưởng ứng kỷ niệm 36 năm ngày truyền thống thanh niên công nhân, 15 tháng 10 năm 1982, 15 tháng 10 năm 2018, đoàn thanh niên Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh ra quân thực hiện công trình thanh niên, nguồn sáng an toàn, văn minh, tiết kiệm tại quyện Cần Giờ. Theo đó, hơn 150 đoàn viên thanh niên Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện thay mới dây dẫn điện, bản điện, ổ cắm điện, đèn cơm bát, cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn có hệ thống điện trong nhà đã cũ, chắp vá, lắp đặt không đúng quy cách và nằm trong khu vực có nguy cơ cháy nổ cao tại các xã trên địa bàn huyện Cần Giờ. Lúc trước ở đây nhà mình mưa gió đồ điện nó cũng hư đồ hoài, chạm điện mà nay có đoàn viên đồ, đồ sửa điện lại thì nhà mình cũng an toàn hơn. Ngày nay cũng mừng về nhà cả gia đình vui nhà nhờ an toàn điện không có sợ nữa. À, lúc trước thì nói chung gia đình cũng tự tự móc khi mà nhà nước đưa xuống cái đồng hồ thì cũng gia đình tự tự, tự móc vô nó nói chung cũng bề bộn lắm. Nó cũng không được an toàn gì mấy. Nhưng mà hôm nay thấy có, có các bạn ở đoàn viên ở thành phố xuống thì À, làm lại thì nói chung là tôi thấy rất là an toàn và yên tâm. Xin cảm ơn tất cả các bạn đồng viên. Đây là công trình thanh niên của Đoàn Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh mang ý nghĩa tích cực, góp phần cùng thành phố chăm lo cuộc sống cho nhân dân và xây dựng nét đẹp người đoàn viên thanh niên ngành điện trong lòng người dân thành phố Hồ Chí Minh.